Xin chào anh em nhé. Bữa nay thứ năm này để làm cái video rồi anh em xem, rồi ai có thì có alo. Đồ nghề với lại đồ nghề thì có ít thôi, còn lại là máy pin, máy điện nhá. Rồi đi vào vấn đề luôn này. Tới đây là làm bị chiếu nhá, không có gọi máy nhá. Rồi, đồ pin này. Cây số 1 này. Đồ này đồ của Nati 16. Cái này 200.000 cây. Đó. Có thắng nha, cái này là có thắng. Đó, đầu cũng kẹt đó. Đọc chưa? Rồi. Cây số 1 thân máy nhá. Nhà bên cạnh nó làm nhà để trà cắt cổ nào đó, cho nên nói cho to tí cho anh em nghe cho rõ. Cây số 1 này 200k này. Cái này là thân máy nhá, thân máy. Rồi tiếp tục cây số 2. Cây số 2 này. Số 2 cũng để xem thử chạy kiểu gì đây. Cái này có điều tốc. Rồi, tạp chiêu. Đó, đầu cũng kẹt nhá. Đầu cũng kẹt nữa. Đó, ok. Ăn được nhanh chậm. Đó. Thân máy. Đó, 200. Cây số 2. 200k. Máy đưa về là chưa có vệ sinh nhá, chưa vệ sinh gì đâu. Đây, nhìn cũng bẩn. 200k. Anh em mua về lấy cái đầu kẹp này là 100.000, tôi bán cái đầu kẹp đó 100.000 đó. Ai mua thì ok. Rồi, cái số 3 này. EZ6283. Cái này có điều tốc. Có điều tốc có thắng. Đầu cũng kẹt. Đó. Rồi, cái này thân máy. Thân máy 200 luôn. Hay hồi trước cái được trước giá bình bình này chứ, loại này giá đầy cho con. Rồi cái số 3 200k. Rồi tới đây làm bị chiếu nha, không có máy đâu nha, làm bị chiếu á, không có nghe máy đâu. Nhà bên cạnh làm ồn ào quá. Rồi cây số 4 này. Đó, bốn bấm chạy thôi. Đầu kêu. Đầu không kẹt. Đó, đầu không kẹt nha. Rồi, cái số 4. 200k. Cái số 4 200k. Rồi tiếp tục cái số 5. Cái số 5 này là một cây, cây này là bê tông. Có búa này. Cái này là có búa này. Đây búa này. Rồi, em thấy búa không? Đó. Đặt búa này. Buôn khoan vít này. Đây. Đào kiều. Đây, bỏ pin luôn.
bỏ pin luôn. Cái này bỏ chạy rồi bỏ đây chứ. Hai nước ngang chầm này. Đâu? Đâu không kẹt. Rồi, có cái mở đầu đây. Có cái mở đầu đây. Đó. Rồi, cái này thân máy vỏ pin. Thân máy vỏ pin nhá, 350. Cây số 5. Số 5. 350k. Đó. Rồi, tiếp tục cây số 6. Đó, đảo chiều. Hít, không đầu không lắc, đầu cứng đét luôn á. Cứng đét này. Về lau ngoài thôi, trong chưa mỡ này. Đó. Thân máy vỏ pin. Vỏ pin. Đó, anh em nhìn toàn cảnh này. Đó, đó toàn cảnh. Rồi Makita 12V. Cái con búa 12V nha. Rồi cây số 5. 1 2 3 4 5 6 cây số 6 này. Cái này 300k. Rồi, cây số 7. Số 7, cây Hitachi này. 7, bên trước cây này là bên trước của bên trước này, ghi nhầm á. Này 220 sau có như ghi 250, cho nên nhiều người thì ngại. Đó, đảo chiều. Rồi, ok. Thân máy vỏ pin. Thân máy vỏ pin. Đó. Cây số 6, cây số 7. Số 7. 220. 7. 220k. Cây số 8. 8, cây bên trước này. Cùng là cái kit bữa trước á, nửa đen nửa xanh này, không biết tại lâu tại gì. Đó. Thân máy vỏ pin. Chân pin nó dơ. Chắn pin, nhìn cái đèn này. Ừ, cái này đi rồi đây. Đảo chiều. Cần tải pin nhé, tải pin nó ấy, pin. Cái này 400k. Thân máy vỏ pin. Thân máy vỏ pin 400. Máy móc bây giờ không bớt được nó nhé. Máy móc bây giờ coi như là người ta bỏ hết chẳng. Mình vẫn còn tí mà làm nữa chứ. Số 7 cái số 8 này. Đó, 400k. 8. Rồi cái số 9. Đây, cùng cây bữa trước, nhiều người đặt lắm, nhưng mà nhiều người hỏi cuối cùng là địa chỉ không có. Thân máy vỏ pin. Thân máy vỏ pin. Chặt cây này chặt sau đi. Bây giờ vội vội vàng làm cho nó nhanh mà. Cái này bữa trước test rồi, test rồi. Không phải nói đâu. Tạm dừng. Đây. Đầu hơi rơ. Cho nên
than rời, tem mát ok, tem mát ngọt đầy đủ. Đó, cái này 300k, cái này ok là không đầu cũng rơi là bán 350 á, nha. Cái này 300, cái số mấy rồi, 8 cái số 9, 300. 300k. Anh nào về mà phải dọn một sự cái đầu là chạy ok thôi. Cái số 10 này, kit này, tem mát đầy đủ này, motor sáng rực. Đó. Đảo chiều. Đó. Cái đầu nó hơi kẹt. Đầu nó hơi kẹt nhé. Anh em về làm lại không để thì làm cho. Tôi xử trí rơ được á. Cái này xử trí rơ nó ra từ đó. Rồi, cái số 10 thân máy có pin 300k. Kit ngày vốn 2 pin tem mắc còn. Đó. Trụ su này đồ còn nguyên. Số 10 300k, 300 nhân với 200, 300 rồi. Rồi, cái số 11. Cái số 11 này. Kit thì cái chim, kit thì cái chim có đèn. Đầu không lắc không gì hết đâu. Cái này là ok đó. Có nước nhanh chậm này, nhanh chậm đây, cản co này. Đó. Chậm này, nhanh này. Nhá, điều tốc thì ok đấy nhá. Rồi, đảo chiều. Rồi, ok. Thân máy, vỏ pin. Cái này 350k. Cái số 11. 350. 11. 350k. Chưa tháo nhá. Anh em về có vệ sinh này, tôi chưa tháo nhá. Cái gì tháo, nói tháo nữa không à. Rồi, cây số 12 này, khoan này. Cái này dùng một chút lăng lần nữa, một hai lần nữa chạy ok mà coi như là sau dư loại. Rồi, cái này không thể chạy đó. Rồi, cái này xong nó không thể chạy đó. Rồi, không thể chạy. Ngoài ra tính sau. Rồi, tiếp tục. Cây Ruby này. Cây Ruby. Đầu cứng đét nha, đầu cứng nha. Còn ngon lành nha. Tem mà cũng có hơi mờ mờ thôi. Đó. Mất cái đảo chiều, mất cái điều cái thắng. Thì có đó. Rồi chú bi vỏ pin, vỏ pin pin mần tay mần bên này. Rồi. Rồi cái này 280, cái này có tháo rồi nhá, tháo bỏ dầu mờ rồi. Cái số 12 này 280k. Tháo nói tháo. Rồi tiếp tục. Cái 13. 13 là cùng cái bật trước. Cái này cái bật trước. Cái 4,5. Đó. Chưa lau chùi. Chưa tháo. Đầu không lắp. Đèn bảo pin còn nhưng mà pin yếu à, pin yếu à, không mua báo nữa. Đó. Rồi ok, cái này bữa trước test rồi đó, thân máy bỏ pin. Cái này 400. Ui chà.
cây số 13, 400k. Đó. Tiếp tục cây số 14, kít 12V. Bảo chiều ở phía bên này. Đẹp nhá, không kẹt, không rơ, không lắc. Rồi cái này 300k, chân máy vỏ pin, vỏ pin 12V. Rồi cái này 300, cây số 14, 300k, 14, 300k. Tiếp tục số 15, cây 15, chín con sáu. Cái này vỏ pin thì đóng 3 cục 12V, xài vậy thôi. Đây vỏ pin này, cái này cho anh em có vỏ rồi, cái này thì nhiều rồi. Cái này có hai cái tai. Rồi bảo chiều. Đó pin hết rồi đó, 96. Nha, con máy vỏ pin người tai, kiểm như là pin người tai á. Chứ pin này cái này không có tai. Pin nhiều nhá, pin 12V, à pin 14.4 18V Makita còn nhiều. Cái này 280k. Cái số cái này bot 14.4 bao nhiêu? Không có thắng. Có lưu tốc không có thắng. Đó. Mẹ đi đây này, mẹ bên trên đây này. À, anh xem mẹ trên này. Nha, 14.4 nha, không có thắng. Thân máy vỏ pin 280k. Cây số 16 này. 16 280. Rồi tiếp tục số 17. 17 nhỏ gọn pin. Pin riêng cái pin này là pin niken, à pin pin lithium nhưng mà hư rồi, còn mạch này thôi. Lithium trong á, 4 viên đóng á. Đây thân máy vỏ pin. Cái này dòng cái này 14.4 á. Cái này là 14.4 á. Vô rồi cái 14.4 nha. Nhỏ gọn đẹp. Rồi, test. Đầu không lắm, đầu cứng đẹp luôn, đầu cứng nha. Đầu chiều. Đó, than rồi. Đẹp sáng, rồi ok. Thân máy, vỏ pin 300k. Rồi, cây số 17. Vậy 300k. Rồi số 18, số 18 này.
chiều. Rồi, đầu con lắc. Pin này, pin mũi thuyền này. Pin thuyền này. 12V. 300K. 12V. Rồi, cây số 18. 18. 300K. Rồi 19. 19 này là một cây Makita này. Chạy ok nha. Cái này ok này, than không trẻ lửa đâu, nhưng mà cái cây này bởi vì cây này có cái này là không có test được. Nó về cặp thì được. Cặp. Đó, kiểu cắm này, này. Là tôi không có test được này. Đó, anh em xem nên mua nha. Đầu ok này. Đó, đầu ok, chạy rất là chạy ok đó. Không phải đó đâu. Rồi, cây này 300. Đợt này máy mới về cho nên giá hơi cao hơn thì đợt trước tí. Đợt được bán 258 à. Rồi cây số 19. Đó. 300K. Rồi cây 20. 20 là một cái máy này này. Anh em nhìn xem. Bên không có mark, mark bên này này. Điền 100V hết nhá. Đây. Tắt này, tắt dưới này, trên này. Than không trẻ lửa, đây là than. Rồi. Đây là cái số 20. 20 này. hai mươi k. Rồi cái số 20 nhá. Rồi 21. Ui chà. 21 này, cái này test được này. Makita này. Đó. Cũng y chang như cái kia nhưng mà kiểu cắm nó khác, khác tí. Test này. Mai Makita. Cái này 300K. Rồi, cây số mấy rồi? 20 rồi 21 này. 1 300K. Đó. Rồi, tiếp tục. Cây số 22. 22 là một cái cưa, cưa của Makita này. Cái lỏng á, gọi là cái lỏng á. Đây, nhãn hiệu đây. Đó, test này. Than không bị gì hết. Chậm này. Nhanh này. Này một Makita nha, đi 140 nha. 310W. Rồi, cái này cây số 22. 22. 22. 350K. Đó. 22 350. Rồi. Ok. Cái 23 này. 23 là một cái màu hàn, nhưng mà nó mèo đấy này. Em thấy mèo, nó mèo lên tí. Đó, nhưng mà hàn ok nhá. Test thử rồi nhá. Thử rồi, chứ không muốn test lại nữa. Ủa cắm, cắm máy. Giờ không muốn test lại cái này này, 100K này. Đó, dây đàng hoàng này.
đẹp, dễ đẹp. Đó, 100k một hàn. Cây số 20 một trước có cái đặt nhưng mà dường quên này, dưới cũng lâu rồi cũng có ấy. 22 23 này. 3 100k 100 24 này, cái này bán luôn, cái này để xài nhưng mà bán luôn. Có chữ có số hết nhá. Đây chữ này. Đó. Đây, cái này dây dài lắm nhá. Cái này tôi xài mấy bữa rồi. Đó, dây dài lắm nha, chị Nhật nhá. Lấy chị Nhật về lắp vô đàng hoàng đó. Nhật. Đó, rồi. Cái này là 130k. Thế này cái số 24 này. 24. 24. 1 30. Đó. 140 nha. Rồi, cái số 24 25 này. 25 một cái sạc này. Sạc này là sạc của Nati. Nati EZ0L80 7/2 đến 28/28. Đó, sạc đây, sạc đây. Quạt cháy này. Đúng rồi. Rồi. Cái này 200k. Cái 25 200. 25. Bên này thì không có pin thử. Bên này là không có pin thử nhá. Đó. 25 rồi 26 này. Cùng cái vậy luôn. Cùng vậy luôn. 27/2 đến 28/8. Cùng vậy luôn. Đó. Thì quạt chạy chưa? Sạc ăn. Rồi. Đây 26 200. Cái này là phải bán 350 nữa, 350 nữa nhưng bán có 200. Cây 26 200k. Đó, bán rẻ chứ không phải bắt như những chỗ khác đó. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục cây bơm mỡ này của Silver, Silver Gun. 100 ml gì đó. Đó. Cái này tôi vẫn ra thì khám phá rồi, như mới như chưa sử dụng á, chưa có thì mở nó hết á, đó chưa có thì mở nó hết, thấy chưa, mở vào đây bơm đẩy bơm xuống rồi. Đó. Chưa đó, bơm sau này chứ mình thấy là lạ đó. Đó. Này nhá. Chỉ có vậy thôi chứ không biết nữa. Đó. Ra này. Khóa sau này, hồi khóa đây này. Sau nó có nó khóa. Khóa để mở để giữ cái cây này lại để bỏ mở vô. Đó, bơm. Mở vô nó mới ép cái hơi. Đó, vậy thôi, tôi chỉ thấy vậy thôi. Đó, ngoài ra không biết gì hết. Cái này có cái vòi đây này. Cái bữa trước không có vòi. Rồi, cái này 120k. Cái số 27. 7, 1, 20. 120k. 28 là một cây bấm cốt này, cốt cái gì đó bỏ vào hết cỡ nó mới bung được, được chưa, nó có cái cây này đấy, cái lẫy này.
bún như bún mịt cỡ nó mới vào được. Đó, nó cây này nó sụp xuống này, bọc hay cây nó sụp xuống này. Đó nó mới mở được. Đó, chữ này, chữ đấy này. Đó, cái này thì tiền lời hơn nữa. Khi anh em mà không gò ấy á, lấy cái móng tay á, ăn cái này vô này. Đó, bỏ được bao nhiêu đó rồi, ăn cái này vô là thảo được này. Đó, thảo vô thảo ra được. Chỉ còn hẳn là bỏ vô là bỏ hết cỡ, nó mới thảo ra. Ra hết cỡ nó mới vô được, còn ra hết cỡ nó không vô đâu. Không vô, trống à. Đó, ra cỡ vô rồi. Cái này 200k nhìn như đúng mới á. Cây số 28 200k. Đó rồi, tiếp tục đây, hai cái đầu này này. Hai cái đầu đục, hai cái đục kẹp thảo cũng mày đó đấy. Đang bốn không có kẹt nhá. Đó thấy chưa, rồi một cây là 100.000, cái này cũng vậy. Đó, rồi, đánh dấu luôn. Cây số 29 này. 29. Đó, 100k nha. 100k. 29 này. Này 29 là cây hai cái giống nhau à. Đây, hai cái giống nhau. Cây 29 là nó sáng hơn tí. Nhưng trong này không quan trọng, dầu mỡ này. Mỡ. Đó, 29 cây 30. Đó, một cây 100k. Cái móc này này, móc này móc an toàn hay là móc gì chứ? Titan. Đó, về bán luôn. Bỏ cái này vào này. Như bỏ cái này vào này. Đó, còn không có bỏ cái nữa. Đó, đó về ăn cái này vào. Cái này 50k, 50 thôi, cái này 50 thôi. 50 thì anh em về của xin lỗi anh em, của chị chó, tụi bé. Rồi ok nhất. Rồi, cái 230, 31 này. 50 đi. 31 này. 50, đó, anh em mua cái gì nhân dấu để góp lại đây. Chuyển khoản lần luôn. Rồi. Video đến đây cũng dài thời gian đó. Rồi anh em xem là ai có nhu cầu gì alo nhá. Alo, alo trực tiếp, alo xong có nhắn tin được. Đó, rồi. 33 phút này. Đó. Còn bữa nay vậy thôi, lên vậy thôi. Đồ ngon lành. Rồi. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Nhớ là buổi chiều đi làm nhá, không có gọi điện được nhá. Thứ năm tuần này. Làm buổi chiều mới điền được. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.